Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự hài lòng. Hài lòng có nghĩa là gì? Một hành động thỏa mãn, sự hoàn thành, sự hài lòng, trạng thái hài lòng, bằng lòng, nguyên nhân hoặc phương tiện của sự hài lòng. Tự tin chấp nhận một điều gì đó thỏa đáng, đáng tin cậy, để sửa chữa những bồi thường đối với một sai trái, lầm hoặc thương tích. Ví dụ về sự hài lòng là gì? Sự hài lòng đã đạt được những gì bạn muốn hoặc mong muốn, hoặc thanh toán một khoản nợ. Một ví dụ về sự hài lòng là cảm thấy mãn nguyện sau khi bạn có được một công việc tốt và kết hôn. Một ví dụ về sự hài lòng là khi bạn hoàn trả đầy đủ hóa đơn thẻ tín dụng của mình. Sự hài lòng của con người là gì? Hài lòng là quá trình đương đầu với cuộc sống. Con người luôn chiến đấu chống lại sự bất mãn. Sự hài lòng giống như tất cả các cảm xúc, là một động lực của hành vi. Sự hài lòng là phần quan trọng trong chất lượng cuộc sống của một người. Trong tâm lý học tích cực, các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những gì mang lại cho một người sự hài lòng trong cuộc sống. Tại sao sự hài lòng lại quan trọng trong cuộc sống? Mức độ hài lòng trong cuộc sống cao hơn liên quan đến sức khỏe thể chất tổng thể tốt hơn và ít tình trạng sức khỏe dài hạn hơn. Hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống dự đoán trước về sự sức khỏe tự đánh giá. Sức khỏe có thể chất và sự thực hiện của giới hạn dài điều kiện sức khỏe chuyên kỳ. Tại sao sự hài lòng lại quan trọng? Sự hài lòng của khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các doanh nghiệp. Nó không chỉ là một chỉ số hàng đầu được sử dụng để đo lường lòng trung thành và sự duy trì của khách hàng. Nó cho phép các doanh nghiệp xác định những khách hàng không hài lòng, giảm tổn thất của khách hàng và truyền miệng tiêu cực trong khi tăng doanh thu. Làm thế nào để bạn đo lường sự hài lòng? Dưới đây là các chỉ số được sử dụng nhiều nhất khi đo lường mức độ hài lòng của khách hàng. Thứ nhất, điểm hài lòng của khách hàng. Thứ hai, điểm của nhà quảng cáo rồng. Thứ ba, điểm nỗ lực của khách hàng. Thứ bốn, khảo sát khách hàng trong ứng dụng. Thứ năm, khảo sát khách hàng dịch vụ. Thứ sáu, khảo sát khách hàng qua email. Thứ bảy, phản hồi tình nguyện. Thứ tám, khảo sát các phương pháp hay nhất. Nhu cầu thỏa mãn là gì? Thuyết tập ra ba nhu cầu tâm lý phổ biến: tự chủ, năng lực và sự liên quan, đồng thời gợi ý rằng những điều này phải được mọi người thực sự hài lòng để duy trì hiệu suất và sức khỏe tối ưu. Làm cách nào để cải thiện sự hài lòng trong cuộc sống của tôi? Để cải thiện cuộc sống, sự hài lòng và chất lượng cuộc sống, có một lối sống năng động, ăn thức ăn lành mạnh, tập thể dục, có những trải nghiệm khác biệt, đạt được điều gì đó, có tầm nhìn, nhận thức về thế giới, ngủ, nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội, học các chiến lược đối phó lành mạnh, yêu bản thân, bày tỏ lòng biết ơn, đánh giá cao vẻ đẹp. Làm thế nào để tôi có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời? 7 cách làm đẹp lòng Chúa Trời, Đức Chúa Trời. Thứ nhất, có đức tin vào Đức Chúa Trời. Thứ hai, hãy yên tâm linh hồn. Thứ ba, sợ Đức Chúa Trời. Số 4, nghiên cứu và làm theo ví dụ của Chúa Giêsu Christ. Thứ năm, tuân thủ God. Thứ sáu, theo lời của Đức Chúa Trời. Thứ bảy, hy sinh cho Chúa. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời
Hài lòng nghĩa là gì? Điều gì đó có nghĩa là Đức Chúa Christ sẽ thỏa mãn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta vì tội lỗi của chúng ta. Và giờ đây tất cả những ai đặt đức tin và sự tin cậy ở nơi Chúa Giêsu và chỉ nơi Ngài vì sự cứu rỗi của chúng ta sẽ được cứu khỏi sự chết đời đời và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm hài lòng Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng hãy phẫn nộ qua sự hy sinh của mình. Ý nghĩa của sự hài lòng là gì? Sự thỏa mãn là hành động đáp ứng nhu cầu, mong muốn hoặc sự thèm ăn hoặc cảm giác đạt được tự sự thỏa mãn đó. Sự hài lòng có nghĩa là bạn đã có đủ theo một cách tốt khi một sản phẩm cho biết đảm bảo sự hài lòng. Sự hài lòng có phải là một cảm xúc, cảm giác không? Sự hài lòng là một cảm xúc, cảm giác hoặc trạng thái tâm trí dễ chịu hoặc tích cực. Một số người cảm thấy hài lòng khi họ trả thù được điều gì đó khiến họ tổn thương. Sự hài lòng có liên quan đến niềm vui và sự hài lòng mãn nguyện. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.